rứa mà không ấy nữa mà. Thì rứa mới đúng đó. Anh em đang kéo cười cho các bạn. Coi cái chỗ bí hắn rồi, chỗ cầu không bí hắn có hữu cái chính gì không đó, ở chỗ dứa đó, ở chỗ dứa đó. Tiếp tục vô tới các bạn ơi. Xe bị kẹt tời cho các bạn nha. Kẹt tời rồi mới ra không được. Bây giờ anh em kẹt. Kẹt mất cái tời xe. Đây này chứ không biết không có cầm mình cái đây.
Mình nữ cũng phụ làm chứ. Quen rồi mà. Bốn người khen vô đi. Chuyển cục đá này bỏ vào cho cạnh bánh xe các bạn. Ừ, xe đây nữa đi. Break gong đi. Lên thì gong. Vượt keo. Lấy cái thằng keo lên là ơi. Đi đi mẹt nước đi, đi mẹt nước á, đeo nhẹ. Để cái mẹt nước cho nhẹ. Ui, ra mạnh kinh chứ tự. Đó, làm xe mà kéo kìa. Kéo, kéo đó, kéo đó. Vô. Chân kìa. Anh em cùng nhau giúp đỡ xe để lên nhé. Còn đắp xong rồi. Anh trai, đây là Nguyễn Công Trai. Lật lên luôn đi. Chân kia. Anh chiêu, anh chiêu, anh chiêu. Ai còn quay co mày. Đưa đâu ra hút cho bánh trai này. Ba
Người làm vừa giỡn. Này bỏ cái máy. Đừng có để ngột nữa. Đừng có để ngột má. Vâng, như vậy cả buổi chiều hôm nay anh em tôi đã làm cứu ra xe rồi khỏi cái vùng là nước lũ này các bạn nha. Giờ xe đã vượt khỏi rồi. Cảm ơn tất cả anh em cùng phụ nha. Vâng, các bạn nếu xem thấy hay nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ để theo dõi các video tiếp theo nha. Đây là anh Siêu. Anh Siêu chỉ cho có từng mét like. Đây là mét đó. Cũng may nhờ vừa xe vừa đi xong tỏi xong thì trời đổ mưa to nữa. Đây là chị Dư Bãi, Bãi lên đầu đàn. Bị họ ăn tưởng hết 1 tỷ. Cơn bão ăn tưởng hết 1 tỷ. Vì rồi cơn bão đã lấy hết 1 tỷ, hơn 1 tỷ. Tính đâu quy ra số tiền nha, mắc hơn mấy hết. Gần chục hết các bạn ơi. Hết ba, chịu mua, con chịu thiếu. Chân thành cảm ơn tất cả các anh em cùng phụ nhau. Bây giờ xe đã bye bye. Thân hành tài trợ, các bạn xem hay nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ nhé. Và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Like từ 1 giờ chứ bình thôi.